짱! Hôm nay hai chồng mình ăn nấm mọi người ơi. Đây là nấm đùi gà, còn đây là nấm kim châm. Hôm nay Cheo Anh đi chơi rồi cho nên là hai vợ chồng mình sẽ ăn đơn giản thôi, không có ăn thịt nữa. Có Cheo Anh thì mình sẽ ăn đồ ngon hơn. Cheo Anh đọc xin được cảm tán một chút. Ta da. Đưa gần cho mọi người xem nè. À mọi người ơi, hôm nay mình làm mặt ác chút xíu là nhìn cái môi mình nó đỏ quá, phải không mọi người? Thì mình không có tha cái môi đỏ như thế này. Hôm nay mình xài cái loại mà hôm bữa cô bên Mỹ gửi đó, là mình thoa hai loại vô luôn. Thì thấy hơi đỏ. Đỏ mù xím đấy. Để chồng mình cười. Tại vì nhìn nó cũng quen. Nhưng mà thôi kệ đi. Lâu lâu mà làm mặt ác bữa. Rồi, mình chấm cái nước mắm chua ngọt kiểu miền Tây á mọi người. Đây. Chồng mình thì cái này là cái nước dầu mè với lại là tiêu với muối. Cái này là người ta ăn thịt nướng ở Hàn Quốc là người ta chấm cái này nè mọi người. Còn xăm cốc xanh. Chứ không có. Mà rồi, cục gì, số cục gì. Cái này là mình hấp mọi người ơi. Cái nấm đùi gà này là mình hấp. Giờ để mình ăn thử cho mọi người xem. Tại mình cũng chưa có ăn kiểu này nè. Thấy mọi người ăn đó, thấy ngon á. Để mình ăn thử ha. Tại cái này là mình nấu không mà chưa có ăn hấp lần nào hết á. Rồi mời mọi người ăn cùng nha. Massa. Ai go. Nói đi. Rồi không biết ăn rồi đó. Này. Ok. Giờ đứa xé đứa ăn đi. Ha. 차갑게 해서 먹으면 회 맛이 난대. Cái này mà nhúng nước lạnh á, nước đá mọi người là ăn giống cá sống á. Chồng mình nói vậy á. Giống như học sinh á, ngày xưa á, chồng mình là ngày cái thời học sinh ngày xưa giống như học sinh thì đâu có tiền nhiều đâu. Muốn ăn cá sống là làm cái này nè. Là giống như là nhìn cái mùi nó giống á. Cái vị nó giống. Nó dai dai chừng chực vậy đó. Mà nó rất là ngọt luôn nha. Để mình ăn nấm kim châm. Ăn thử cái này. Cái loại này nó cũng ngon nữa. Nhưng mà cái loại nấm kim châm này mà so bì với cái loại này á. Cái sốt nó tương cả. Chấm cái này mà với cái này là nó không có xi nhê gì hết. Cái này nó không có so bì được luôn á mọi người. Mình phải chấm cái nước mắm chua ngọt thì nó mới ngọt. Chắc mình là người Việt Nam mình nghĩ vậy hay sao ha. Nhưng mà mình theo mình là mình thấy chấm cái này nó ngon hơn. Rồi, maso. 한 번 먹어보자. 아니. 이거 나 먹으라고 자른 거 아니야? 응, 먹어볼게. 한 번만. 한 번만. 아니. Để ép chồng mình ăn nước mắm một lần thử coi sao. 한 번만. Không bao giờ ép được. Nếu so cái bì mà nấm kim châm với nấm đùi gà thì là không có so bì được mọi người. Cái nấm đùi gà nó ngon hơn. Nó ngọt hơn. Ngọt hơn cái này. Tại vì cơm con này cơm ăn mất kịch kè. Cơm ăn sẽ hợp xong thì cài cơm ăn mất kịch kè. Cảm chán hả? Cảm chán hả? Bà cũng cơm á.
Ở nhà ra ra thì con mở cái kệ. Tưởng tượng là như ăn bào ngư đi. Rồi mày á. 1400원. 1500원. 이거 샀잖아. 1500원. 내게 1500원. 4000원 아니야? 이거는? 1500원 정도 하고 이거는 800원 정도? 입술. 나 사정 랩 마 안 볼 끼끼 내는 봐. 1500원 정도 하고 800원 정도 한 봉지. 이거 1600? 그럼 1500? 응. 3000원. 2 cái lọ nấm này là khoảng 60.000 thôi mọi người. Khoảng 60.000 Việt Nam mình thôi. 지금까지 우리가 먹은 것 중에 제일 싸네. 어. 오늘 hay dòng ăn đậm bà. Hết tiền. 나 hết tiền rồi cho nên là gửi con đi luôn. 오늘 또 nộp cho 니가 이거 먹고. 걔한테 보냈어. 이거 진짜 맛있어. 그냥 안 긴 거야. 자기 이거 맛있어? 이거 맛있어? 응거 chồng mình cũng nói cái nấm đùi gà ngon hơn đó mọi người. Cái nấm đùi gà này ngon hơn cái nấm kim châm. Ngon nhất là chỗ này nè. Cái phần này, phần cuối đấy. Mà nó vừa dai mà vừa giòn. Còn cái phần ở trên đây nó hơi mềm mềm. Ngon nhất là cái phần này. Không biết cái này sao mà gọi bằng nấm đùi gà mọi người ha. Không lẽ nhìn nó giống cái đùi gà. Về. Để lần sau mình làm bánh xèo mọi người ha. Để qua tuần mình làm bánh xèo. Làm bánh xèo cho anh Hàn Quốc ăn thử. Bánh xèo. Ừ. Bánh xèo. Ừ. Yummy. À, bắt chước Trang Hoa. Nhưng mà sao thấy nó ngượng ngùng quá trời đó. Trang Hoa làm hay quá à. Trang Hoa đó. Yummy. Ôi xì. Ngon quá. Ngon quá mệnh trời. Ừ. Ngon quá. Ôi xì, yummy. Chào mừng ăn. Chào mừng á mọi người ăn ăn bình thường á, chứ không biết là mọi người có để ý không nha. Mà ăn chút cái. Ngon quá. Ôi xì, yummy. Cái hồi cái một đoạn nữa bỏ ngắn đoạn nha, cái hồi cái Massager là ngon lắm mọi người. Là giống như ôi xì cũng ngon, mà yummy cũng ngon. Mà Massager cũng là ngon. Nói chung là tiếng Việt Nam là đầu tiên nha, tiếng Việt Nam là nói đầu tiên rồi tới tiếng Nhật, tiếng Anh rồi sau rồi mới tới tiếng Hàn. Sống ở đất nước Hàn Quốc mà nói tiếng Hàn rồi sau cùng đó. Ăn lần nào cũng ngon quá. Oishii yummy.
Rồi hôm nay qua đến đây thôi mọi người ơi. Nếu thích kênh thì của mình thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.